Cứ kinh kinh là mọi khi là công ty nó đang nghỉ xong thôi. Làm vâng. Xe nó vứt ở nhà, hóa ra là xe đây. Check nhanh thế á? Anh đường đi check, phải còn hãng check. Nếu mà em check chậm mấy tí nữa khi mất xe rồi.